thấy bảo loại gỗ nào anh cũng biết. Anh mà thẩm định được loại gỗ này, em rủ cả họ em vào mua tượng nhà anh. Ok, nhớ giữ lời hứa nhá. Rồi, mày sẽ không kiểm tra anh em mình nhá. Úi dồi. Rồi, và ngay bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng kiểm tra cùng em Sơn xem đây là loại gỗ gì nhá. Loại gỗ này rất là chắc anh em ạ. Khi mà tạt đây là phần giác của gỗ nhá. Giác của gỗ mà cái tom gỗ nó là mịn như thế này rồi, và đặc biệt nó rất là chắc như này. Đây là loại gỗ rất là tốt. Anh em nhìn này. Chắc chưa? Úi xôi. Anh em nhìn thấy không? Vân này, đen và trắng đan xen vào nhau tạo thành những cái thứ vân gỗ có tôi nói là đẹp xuất sắc. Khi mà tạc ra ấy, cái màu gỗ đầu tiên là cái màu tông đen thì mình cũng phải khẳng định ngay thì nó cũng là một trong những loại gỗ sau đây. Thì có thể đó chính là màu đen thì thường là tượng trưng cho cái tông màu đó chính là gỗ chắc đen, hoặc là gỗ muôn hoa, hoặc là gỗ muôn sừng, hoặc là gỗ cẩm thị xanh. Đấy, và một vài cái loại ví dụ cẩm sừng hay là chịu lưu hay muồng nữa. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục phân tích tiếp theo, đó chính là khi mà tạt ra một cái vân gỗ nó đan xen vào nhau như thế này thì nó có khả năng cao nó sẽ là hai loại gỗ, có thể một là cẩm thị xanh và hai có thể là muôn hoa. Thế trong muôn hoa ấy thì nó lại có ba loại, là muôn hoa của Lào, muôn hoa của Indo, muôn hoa của Malai. Thì với muôn hoa của Lào ấy thì nó chính là những cái vân gỗ mà nó đan xen vào nhau nó rất là đẹp như thế này. Thế còn với nó, tức là cái tông nền, cái tông màu tông nền của nó ấy, nó có sự sắc nét và tương phản. Thế còn với muôn hoa của Malai ấy thì nó lại các cái thớ vân gỗ nó là đan xen giữa màu đen và màu xanh, chứ nó không phải là đen và trắng như thế này. Thế còn muôn hoa của Indo thì nó cũng là xanh với đen đan xen vào nhau. Thế còn riêng muôn hoa của Lào thì nó lại đặc biệt hẳn, là nó lại có cái tông nền đó chính là đen hoặc là xanh đan lẫn với lại màu trắng, cho nên nó rất là nổi bật và nó tạo lên cái thớ vân vô cùng bắt mắt. Thế còn với cẩm thị xanh thì cái đường vân ấy nó sẽ cua rất là rộng, tức là cái vòng vân của nó rất là rộng ra thì nó sẽ là một cái kiểu khác. Còn đây chính là muôn hoa của Lào, là một trong những dòng gỗ muôn hoa đắt nhất trên thế giới này. Và hiện tại thì muôn hoa của Lào ấy nó cái trữ lượng nó rất là ít, và thường là những người đại gia người ta hay chơi và sưu tầm những cái bộ bàn ghế bằng gỗ muôn hoa của Lào trị giá vài trăm triệu, hàng tỷ đồng trên một bộ bàn ghế. Thì cái loại này có đặc điểm gì? Cái loại này thì thứ nhất là chất gỗ nó rất là đắng, nên mối mọt không bao giờ nó ăn được, cho nên là khi mà sử dụng sản phẩm nó rất là bền bỉ và giá trị theo thời gian. Và thứ hai nữa thì cái dòng gỗ muôn hoa này nó thật anh em mình là cái tông màu của nó là tông màu tối trầm đen, nó tạo cái sự khỏe khoắn và tạo cái sự vẻ đẹp nó rất là huyền bí và sang trọng. Và một điều đặc biệt nữa là cái loại gỗ này mới thì nó dễ bị nứt răm, nhưng mà khi mà sử dụng một thời gian dài khoảng đôi năm ba năm thì sau bắt đầu gỗ đi vào cái sự ổn định, thì thật sự anh em mà dùng nó rất là bền bỉ và nó có giá trị theo thời gian năm tháng. Và điều thứ ba, nếu như anh em mình chơi cái loại gỗ này, sử dụng loại gỗ này thì lựa chọn những cái bộ vân gỗ đẹp xuất sắc ý, thì sau này nó cũng là một cái tài sản lớn cho anh em mình, vì cái vân gỗ của loại gỗ này nó càng đẹp nó càng đẹp và nó rất là bắt mắt anh em mình nhá. Và em ơi, anh đoán 100% đây là gỗ muôn hoa của Lào nhá em nhá. Thì có gì kêu cả họ là ủng hộ mua tượng của anh nhá. Ok em, chào.